Thế anh là chuyên nghiệp. Nó tạo điểm nhấn á. Bà xã mà cứ nhô liên tục vậy là mấy cái góc ấy nó mọc nó chia chia cái chân ép lại nó dông lên nhô xuống. Ma hu á không? Mưa đỡ thì lúa cổ mưa chết. Hư hả anh? Hư đỡ thì ăn ăn chết. Ba, thấy mẹ đứa là người mềm không? Xem cái đó nói xem hổ. Thấy mẹ ba con đi, ba con gì nhỉ? Con gì con gì mà con nhỏ con gì? Suy. À, suy giống như đi. Nhìn chi đi, thương em không? Em này, anh chị. Ê hò hồng xin nói anh tí là gì vậy? Anh tí. Mà nó sai tới cái cột đó khác á. Xin chả chắc nhiều còn mười mấy. Chị chắc nói hai mấy không? Chị chắc nói hai mấy tuổi rồi không? Quay cái nhố không thì đúng quay mệt chẳng ra bác mới quay đứa nào nó đi thì em đúng quay còn rồi quay nhố không đúng rồi.